Hôm nay là ngày 16 tháng 3 2022 ha, thì hiện giờ mình đang có mặt tại quầy cá của chú Năm nè. Mấy em nhỏ thì nó phái chơi cá đi thia hoặc là nó tham gia trò chơi, thì hôm nay mình sẽ phân tích cái ưu và nhược điểm của chiếc xe cá lưu động mà chú Năm đang bán ha. Ưu điểm là của chú Năm là chú Năm thiết kế chiếc xe nhỏ gọn như thế này á, thì rất là dễ đi bán chừng này chừng kia, rất là chạy thuận tiện ha, rất là nhỏ gọn, mình trưng bày cũng gọn, mình chạy chỉ cần là để lên xe là mình có thể chạy đi chừng này chừng kia, anh bán mình đi xa cũng được mà đi gần cũng được. Cái khuyết điểm với nhược điểm của nó là chiếc xe này thì mình không có thể trưng bày nhiều cá, thì mình chỉ có làm được hai cái hộc tủ hai bên để cá kiển thôi, còn ở trên là mình được cái dàn cá đi thêm mình để phía trên, nhưng mà tầm được khoảng tầm 20 keo thôi. Khi mà mình bán hết thì mình thể lấy lại cái keo khác, chứ mà bán không hết thì có nhiêu đây thôi. Nói dàn cá của chú Năm nè, này nãy là học sinh tan sớm mà lúc 10 giờ rưỡi mà mình không có ra được, giờ mình mới ra. Nó học sinh giờ nó chơi trò chơi lai gai, đa phần là học sinh nó thích chơi trò chơi á. Chúng nó thiết kế nhỏ gọn của chiếc xe rất là thuận tiện ha. Đây. Chú Năm vẫn như mọi khi vẫn bán, thì hôm nay chú Năm bán ở trường trung học cơ sở Hòa Khánh nha. Tuần sau nữa thì chú Năm sẽ đi bán cái trường địa điểm khác đó. Như cá beta nè, mọi người thấy không, chú Năm chỉ có thể trưng bày được có hai con thôi, còn nhiều là đâu có trưng được nhiều đâu, xong bán hết xong mới đem ra tiếp đó. Chú Năm để vòng vòng như đây nè, trong cái thùng hai bên nè, cái dàn cá kiển của chú Năm, mấy keo này chắc là 20-30 không đó. Còn cái thì cái hàng keo bụi này là 20-30 không nè, dàn keo nhỏ. Thức ăn hả? Đúng rồi bà. Nói gì chứ? Thầy, hôm chú Năm vừa bán hết trống cái keo nào thì chú Năm sẽ đổ trong cái hộp mũ đó, thì sẽ xớt ra cái keo khác đó. Đó là cái nhược điểm ha. Bắt buộc là mình không có trưng bày được nhiều, mình bán nhiều mình đem ra nhiều mà. Đó. Bán xong rồi đem ra. Hôm qua có con cá màu xanh đẹp quá trời, bữa nay mất tiêu không? Có màu xanh rồi, hết rồi. Hết rồi. Này lên đây bán sớm không chú Năm? 10 giờ. 10 giờ mới lên hả? Hồi nãy học sinh mới nay sao tan sớm ta, 10 rưỡi tan. Đây. Cái hào cá mái của chú Năm. Có mấy con cá beta hả? Chiếc cá sim kìa. Cá mái chú Năm cũng đem theo ít quá không? Vừa đủ để bán thôi. Thức ăn này. Sinh giờ nó tan ra nữa kìa. Ai cũng chơi trò chơi không. Mấy màu mái trúng gì đấy mình lấy cái đó. Nói thiệt cái mái không? Lấy con 5 lợt. Rồi, lấy đi. Thức ăn. Không bốt. Không bốt, quay tiếp. Chân châu lớn. Ba đu nhỏ. Ba đu nhỏ. Còn hai. Đi chống 7.000. Rồi. Có một con cá con nó lột dưới đây. Lột sọt. Cái nó gì đủ chưa? Hai là thức ăn hả? Học sinh giờ ồ ra quá trời luôn hết. Đi thi 7.000. Cứ một vòng nữa. Đi thi 7.000 á.
cái ba đu nhỏ. Ông con ơi, ở đâu có 1 2 3 4 5. Học sinh dầu ra tan quá trời. Đây con cá. Cá này đó, nó cá gì quên chú Năm, bạch tượng da beo hả? Ở đây mình đang đứng ngược hướng, ngược hướng chú Năm bán. Đây có khách người lớn là lại nên ngồi cho nói chuyện với chú Năm, trò chuyện bàn về cá ha. Cá màu hồng nó là cá bạch tượng gì đó. Hôm qua chú Năm nói mình là cá rất là đẹp ha. Mình nhìn thấy con cá của chú Năm bán không, cá bạch tượng. Đây cái con này là một người. Cái nữa là ngay chỗ quán cà phê không được chợ đó. Bạch tượng. Ngày nào nó cũng chú Năm bán. Nó quánh mà. Đó. Hồng Sinh. Hồng Sinh nó phải chơi ghê không? Sao không đeo khẩu trang lên? 2.000 một lượt 2.000. Trúng gì vậy? Chép Nhật nhỏ. Hay trời. Cái gì nữa? Bảy màu mái. Thức ăn. 3 lượt hả? Chép Nhật nhỏ. 7 màu mái. Với thức ăn. Nó quay phim. Cái phim làm YouTube đó. TV luôn. Coi không? Đưa cái tên đi. Yêu miền Tây 63. Yêu miền Tây 63. Cái ăn không đâu? Còn mới chung lại, rồi sao mày nói cho nó. Lấy lại đơn nó đi. 2 bịch luôn hả? Ừ. Vậy luôn hả? Ủa anh, hồi đó nhớ chút xíu, hôm nay bự ghê, nhìn không ghê. Giờ dọn về hả chú Năm? Rồi, dọn hả? Dọn. Chút mới dọn. Hồi đó anh quay clip em hả? Nhớ xíu. Sao có quay clip em quay clip á, bánh nướng á. À. Ông Năm nghỉ không Năm? Nghỉ, người này không? Cô đi không dọn chứ không nghỉ dọn. Quay 5 lượt luôn hả? 5 lượt hả? Là 10.000 hả? 10.000 là 5 lượt, 5 lượt 10.000. Máy vô. Mười ngàn ở chúng gì? Chúng cái 20 coi. Hạt lựu đỏ. Ba đu nhỏ hả? Dạ. Hạt lựu đỏ nữa. Đó bao nhiêu? Thức ăn. Ủa vậy là ngon rồi đó. Có cá có thức ăn luôn rồi đó. Cá thức ăn luôn. Bấy màu cho. Đủ hả? Đủ hả? Vừa quay xong là ông Năm chung liền luôn kìa. Chung liền tay luôn. 5 lượt mà. Vừa bán gì cho mà. 10.000. Đây là bịch cá 10k. Mà học sinh ấy quay chúng nè mọi người. Vừa, cái đó mới có 8k. 8k hả? Còn này 2k nữa, 1k 10. 2k thức ăn nữa hả? Ờ, thức ăn cho 2 bịch luôn. 1.000 bịch đúng rồi. Rồi ông Năm giờ ông chuẩn bị dọn lên đường về. Quay thử luôn ha anh. Chơi thử rồi chúng không? Giờ ông Năm chuẩn bị ông giọt về kìa. Cái này ông chơi luôn luôn. Nó cá gì? Cá cuốn hả? Cuốn nó 2.000 đó. Nguyên một cái vàng cá của chú Năm. Con cá đi 7.000 đồng nha.
con cá màu xanh luôn. Quay thử cho chúng 20.000 mà anh. Chiều giờ có đi bán không chú Năm? Luôn hả? Bán buổi thì thôi hả? Đứng cờ á. Thú vui tao nhã chiều quê hả? Kiếm thêm. Kiếm thêm. Chị con tưởng là để trên đây chạy luôn chứ cuối cùng là dọn ra đem về. Nhà học sinh kìa, nó có nó chơi không? Vô hộp vậy cho nó gọn hơn. Bỏ vô cái tụng trở về cho nó khỏe. Ông bởi vì xe cá của ông Năm tiện quá ha, nó tiện lợi là vậy đó, mua xong cái bỏ vô chạy về. Chai đồ đấy là tôi thu gom hết chứ đâu có bỏ. Lúc mà ông trưng bày thì ông đem lên kệ trên, còn ông bán xong thì ông sẽ bỏ vô vỏ gì đó. Thằng hai vỏ dưới trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.